đang khen. Rồi sao nó không kêu đang khen vậy? Tự nhiên á. Đó, kêu đang khen mấy cái mẹ anh kêu đó. Rồi đây nữa nè. Lấy ăn kèo. Đừng có phá của người ta. Quậy cứ tự nhiên như nhà mình đi. Ok. Mời em đến homestay của anh. Homestay của anh luôn rồi hả? Đi đường của anh. Anh đừng có phá cây của người ta. Cây này phá em chồng đâu? Đó. Ai chồng? Em chồng. Chủ là nhà là chồng. Đừng có quậy xúc cái bông. Thơm quá. Ông này ông phá ghê luôn á. Mạnh giỏi nghe. Đừng có phá cái cây của em. Mạnh giỏi nghe. Xì ghê á. Đi vô đây đi. Mình sẽ pha trà cho bạn uống. À. Đây là phòng trà của mình. Phòng trà. Không, thật ra là phòng trà của bạn mình. Cứ coi như là của mình. Đây. Ủa sao đắng quá vậy? Trà mạng. Anh nhát là anh không quen uống trà. Bình thường anh hay uống gì? Bia rượu hả? Anh uống cà phê sữa nè. Ừ. Sữa tươi nè. Ừ. Nước cam nè. Ừ. Nước suối nè. Chứ không uống trà. Nếu mà trà thì anh uống trà đường thôi. Anh không uống trà được đúng không? Dẹp qua đây. Wow. Đen với trắng, anh chọn màu nào? Quánh tôi xì coi ai ra trước. 1, 2, 3. À, anh thắng là anh chơi trước à? Anh chơi trước á. Nhiều ngang được cả. Anh không thấy đường nào mà anh thắng được. Em thắng rồi nè. Em thắng chưa? Em thắng rồi. Em thắng rồi, đúng rồi. Một đường nè, hai đường nè, đúng không? Đâu chặn được nữa đâu, tại hai đường rồi. Thấy thua tôi chưa? Cho hồi không? Cho không, hồi được không? Không, lớn, tao chưa hồi. Thôi lỡ rồi thua rồi, phải chịu, phải chứ sao vậy? Đúng rồi. Ý kiến gì vậy? Rồi. Dạ chị. Dạ chị. Hôm nay chị thắng em là do chị may mắn mà thôi. Em không khâm phục. Nước cờ này coi như không tính. Không chịu đâu. Anh phải nghiêm túc đi chứ. Anh thua rồi. Rồi em nói lại nguyên. Nè, lại nè. Dạ chị, ngày dạ hôm chị, nay hôm nước cờ của anh chị thật cao minh. Em bái phục. Em bái phục. Rồi, xong rồi bái một cái nghe không? Rồi lại nè. Dạ chị, ngày hôm nay chị thắng em. Chị thắng em cũng là nhờ chị may mắn mà thôi. Nước cờ này em không bán phục. Cười. Em không bán phục. Ông xàm quá à. Ông xàm quá à. Bây giờ mình sẽ có thử thách khác dành cho bạn. Vì cái tính lương lẹo của bạn. Thử thách gì ạ? Bây giờ trước khi nói thử thách là mình sẽ nghĩ ra hình phạt trước nè. Và nếu như mà ai thua trong cái thử thách này thì sẽ bị phạt nấu một bữa ăn thịnh soạn cho người kia ăn và thưởng thức. Nấu ăn này chắc mình thắng thì mình thua không ham dám ăn đâu. Thôi này mình thua cũng được. Ủa bạn sao vậy? Hả? Thôi bây giờ cứ chơi thử đi ha, hên xui. Thử thách này là thử thách gọi điện thoại cho một người bạn thân trong giới để nói xạo là đang hẹn hò với Miu. Cái thử thách đó thật ra là do Dương nghĩ ra. Tại vì Dương hay xem mấy cái show thực tế, Dương thấy mọi người hay có cái trò thử thách là thử thách gọi điện thoại về cho một người thân và một người bạn gì đó của mình để thông báo một cái tin fake để xem coi là mình có dụ được cái người bạn hay không. Thì Dương thấy coi mấy cái đó Dương thấy cũng vui vui. Những cái thử thách mà gọi điện cho người thân này kia hay là bạn bè thì Dương Giang đã thử rất là nhiều lần rồi. Cái xác suất để người ta tin nó khó lắm. Cho nên là chị Giang cũng phân vân, chị Giang không muốn gọi. Dương thấy anh có thể là sẽ chưa có chuẩn bị tâm lý và chưa có thoải mái lắm. Hơi ngần ngại. Tại vì nếu là Du đột ngột nhận một cái lời thử thách như vậy thì chắc là bản thân Du cũng sẽ hơi bối rối và bản thân Du cũng sẽ suy nghĩ thôi. Miu muốn chị Giang gọi cho nên là chị Giang phải... cho nên là chị Giang phải... Ok, mình cũng...
theo vô rồi gọi luôn. Thí dụ như mà người ta tin là anh thắng, còn người ta không tin là anh thua. Thôi vậy thôi, thua cho rồi đi. Không được, anh phải ráng thắng chứ. Trò chơi này không có ham thắng luôn á. Số mệnh của anh sẽ nằm trong tay của ST, coi hên hay xui. Ha, em nói nghe. ST thân nhanh mà đúng không? Bây giờ không biết ngủ dậy chưa? Đã đâu bạn? Vĩnh Phúc hả? Đi đâu xa vậy? Đi làm hả? Tưởng rảnh rủ lên Đà Lạt chơi. Tôi đang trên Đà Lạt nè, tôi đang đi với Mi Vô trên này nè. Mi Vô? Mi Vô ở đây. Tôi đang hẹn hò bả mà. Thì rủ bạn lên đây chơi với tôi. Đang đi làm mà đi đâu chơi được. Chừng nào mới về? Mai về nhưng mà đi muốn tôi lại diễn show rồi. Thì mai bay về thẳng Đà Lạt đi, rồi ngày kia tôi với bạn về luôn. Ngày 4 tôi với bạn về. Để coi nè. Nhưng mà nó tin tôi đang quen với Vô không? Dạ, vâng. Thôi thôi nha. Đang gọi tôi à? Tôi thua rồi, ông nội. Tôi thua rồi, ông nội. Để đi lát giải thích cho nghe. Chị Giang có nhắn tin cho ST nói là đang tham gia show cho nên là gọi để chọc vậy thôi chứ không phải là thật. Đã thua rồi, người ta đâu có tin. Người ta nói bạn nói xàm. Thôi gọi đi, máy nè. Gọi ai vậy ta? Em biết là ai thân với em ở trong giới á. Em sẽ gọi cho bạn Trần Anh Huy. Alo. Alo, Huy hả? Nghe. Đang làm gì đó? Đây ăn trưa, cái gì vậy? Ăn trưa hả? Tôi đang trên Đà Lạt nè. Rồi thì sao? Nghe nói đi chơi bữa giờ phải không? Lên chơi không? Lên chơi hả? Mời bạn lên Đà Lạt chơi. Mới đi Đà Lạt có bữa chụp sinh nhật mà, bây giờ đi gì nữa? Huy ơi, Du có cái này đang tính nói nè. Trời ơi, làm gì vậy? Tôi có người yêu rồi. Tôi có người yêu rồi. Nhưng tôi đã chót yêu em rồi. Dù người ta nói như thế nào, tôi chẳng hề suy nghĩ. Tự nhiên gọi điện thoại nói có người yêu rồi là sao? Tại vì người yêu tôi nói là không có thích chơi với lại Huy á. Nên kiểu gọi để thông báo để biết là tôi có... tôi đang quen người khác rồi nha. Ủa mà quen ai vậy trời? Đang quen chị Dân. Đang đi Đà Lạt với chị Dân nè, đang nói chuyện nghiêm túc á. Ủa tự nhiên đi Đà Lạt chị Dân đủ tôi lên chị. Ủa tự nhiên đi Đà Lạt chị Dân đủ tôi lên chị. Tin không? Đang quen chị Dân nè. Tự nhiên bữa giờ bà thấy bà không có nhắn tin với tôi thì nghi rồi. Bớt nói chuyện riêng tư. Tôi hỏi là có tin không? Tự nhiên cái bà hỏi tôi bà tin không? Tin tiếng hả? Tôi là nghe cái giọng mà biết rồi. Trời ơi, hai má quen nhau chắc bạch nhào quá. Ủa sao vậy? Xàm quá, hai má xàm quá không hiểu. Vậy hả? Không, tôi thấy anh lãng mạn dễ thương lắm. Bây giờ có bộ thì tin thôi. Vậy đi ha, ở Sài Gòn vui vẻ đi, mốt tôi về tôi gọi. Trời ơi, phá tan buổi trưa của tôi rồi đó. Trời ơi, bà không hiểu nha. Bye nha. Em video gì vậy? Rồi bye bye. Lúc đó thì Du thấy vui và hai đứa mình đã có một cái buổi thử thách chọc hai người bạn mình là ST và Trần Anh Huy. Cũng có người bị dụ và có người không bị dụ, nhưng mà nói chung là cái thử thách đó khá vui và rốt cuộc là Du cũng thắng và Du không có phải đi chợ nấu ăn. Anh thắng anh cũng không dám để em nấu nữa. Thôi, để anh nấu cho. Anh để em nấu cho anh ăn đi. Hả? Em có mong ước là trong cuộc đời của em là có thể nấu ăn cho người khác ăn. Thôi để anh nấu cho. Em nấu không được đâu. Anh nấu được không? Anh biết nấu không? Dạ. Phải nói tới vấn đề thì anh phải. Tất nhiên là vên mặt á. Ủa vậy nấu ăn thì anh phải đi mua, đi chợ chứ đúng không? Đúng rồi, anh phải đi chợ. Thì Du cũng khá bất ngờ. Tại vì hồi trước thì Du chỉ biết là anh Dân cũng rất là thích nấu ăn. Nhưng mà Du không biết là chưa bao giờ ảnh đi chợ hết. Anh đi chợ của anh? Em mệt lắm, em sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Vậy luôn. Ok rồi, để anh cho. Dù gì vô chợ em cũng đâu biết mua gì đâu.
Rồi bây giờ thì Dân sẽ đi vào chợ để lựa những cái nguyên liệu và nấu những món ăn hôm nay cho bà Vua bà ăn. Nhưng mà không biết là bà thích ăn cái gì. Nhưng mà thường ngày thì Dân nấu thì cũng nhờ người nhà đi mua, chứ không phải là đích thân Di Dân đi chợ. Vậy hôm nay là đầu tiên Di Dân đi chợ để mua những cái món, bày ra mấy cái món này về nấu cho bà ăn. Thì bây giờ mời mọi người theo chân Di Dân để cùng vào chợ Đà Lạt lựa nguyên liệu để chúng ta chuẩn bị cho buổi chiều ngày hôm nay nha. Cho con một cà rốt, khoai tây, rồi có củ dền không? À, cho con củ dền, hai củ dền luôn. Rồi lấy cho con cái này, lấy con cái này luôn. Rồi cô có củ cải trắng không? Có. Có củ cải trắng luôn. Hành, cho con hành luôn. Hành, gò, với chanh, tỏi luôn. Rồi luôn. Tính con đá cục nữa rồi. Cái cá này rác nè. Kề nấu món kia ta thấy ngon quá cho nên con mua. Có nhiều quá không? Thấy cho con một cái thôi. Bữa nay mua hết cái chợ này luôn. Lấy cho con phân nửa này đi. Cái này 1 ký nhiêu chị? Ký 180. Ký 180 hả? 800 được không? Dạ rồi, cảm ơn con. Khá khá rồi mọi người ha. Nhiều chắc đủ nấu rồi đó. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, hẹn gặp lại cô. Chúng ta sẽ đi mua thêm nước dừa để nấu món cá kèo hấp nước dừa. Đây, nước dừa ở đây rồi. Cô chặt tay giùm con luôn. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết, đã mua được hết rồi. Bây giờ chỉ còn về và chế biến nữa thôi. Mọi thứ còn tùy thuộc vào đôi bàn tay này và chiếc lưỡi này. Mời mọi người theo chân Di Dân về nhà nha. Rồi, sau đây thì Di Dân sẽ giới thiệu một số nguyên liệu để nấu. Cái này là bông cải xanh. Bông cải xanh này sẽ luộc lên để chấm với nước khô quạt. Đó, nước khô quạt thì đây là có thịt nè, thịt ba rọi nè, chị Dân sẽ sắt ra. Và chị Dân sẽ nấu với tôm. Làm tôm thịt khô quạt, một cái món mà dân dã của người miền Tây Nam Bộ. Cá kèo thì chị Dân sẽ nấu chung với nước dừa và rau răm. Cái là cá kèo hấp nước dừa, rau răm. Và lần đây, lần đầu tiên em sắt thịt luôn nha mọi người. Mọi người chú ý nha mọi người. À, cuối cùng em cũng thành công trong việc xác thịt nha mọi người. Nhìn cái cách xác thịt là mọi người biết là chị Dân nấu ăn như thế nào rồi chứ gì. Bây giờ là xong hết giữa thịt nè mọi người. Bây giờ tới công đoạn là mình sẽ cắt cái miếng thịt này ra để mình bằm mình nấu canh nha mọi người. Cái dao này chắc bằm tới ngày mai luôn á. Thường là chị Dân nếu mà bằm thịt là sẽ có một cây dao yếm dày cỡ này nè, đó để bầm, biết là hôm nay trò trống gì không. Đây không phải ai tôi cũng nấu cho ăn đâu. Dai như miếng thịt trâu và cứng như miếng thịt bò. Bò trâu trâu bò, bò trâu lần thành công đâu nghe mọi người. Lúc mà mua về thì Vô thấy cũng hơi tội tội rồi, tại vì nhiều quá. Nếu mà bây giờ mà để tự ảnh làm hết mọi thứ á thì chắc là tới tối mới ăn được, cho nên là Vô quyết định là ok, ảnh cũng đã đi chợ rồi thì mình sẽ vào tham gia cùng nấu ăn cùng với anh để mình ướp cái thịt này và nấu canh. Anh ơi, cho em phụ đi, cần phụ gì không? Cần chứ, em gọt hết mấy đống này em cắt ra giùm anh đi. Để em thôi nấu cái này chắc tới khuya mới ăn được hết tất cả đống này luôn hả anh? Thì Miu là một cái người rất là tâm lý, và lúc đó vào phụ Di Dân thì cũng thấy cảm thấy mình được an ủi, cũng cảm thấy vui. Miu cũng tế nhị và bạn rất là dễ thương, có người vào phụ nấu ăn cũng đỡ buồn hơn là một mình. Làm sao đứt tay ôi đó rồi đúng không? Nhà không bao giờ em phụ ba mẹ em nấu ăn không? Em nấu chính không rồi, em không phụ. Nấu chín nhưng mà không có khán giả đúng không? Em nấu chín cho ba mẹ em nhưng mà ba mẹ em không có phụ em ăn. À,
Vậy là biết tài nấu nướng của em tới cỡ nào rồi ha. Không, nhưng mà em món gì cũng biết nấu hết á. Chỉ cần có công thức thôi đưa em là em nấu ok hết. Xong cái này thì mình sẽ ướp một tí đường, tỏi, bột ngọt, chia tiêu. Anh ơi đừng có ướp cay nha. Anh nấu ướp cay đâu, anh ướp tiêu tí xíu à. Ít tiêu thôi nha. Ừ. Bình thường ở nhà anh có hay nấu ăn không? Có chứ, anh ảnh hay nấu lắm. Vậy hả? Sao em thấy anh thao tác cũng vụng về quá vậy? Thao tác luôn vụng về, tại vì anh mới biết nấu đây. Với anh đại học. Biết nấu được bao lâu rồi? Được mấy tháng à. Ủa mới biết nấu mấy tháng thôi hả? Ừ. Vậy là trình độ thua em rồi. Vậy là trình độ thua em rồi. Sao thua em? Em biết nấu từ hồi em còn nhỏ. Cái người nấu mấy tháng ta vẫn có khán giả người ta ăn. Còn tại em vì... thì không có ai ăn. Tại vì ba mẹ của em bận thôi. Thôi đừng nói vậy. Tôi không có tính đâu. Vậy bữa nay anh thử ăn món em nấu đi. Bây giờ là ba món đúng không? Vậy thì hả? Thì anh nấu thịt, em nấu canh ok không? Mỗi đứa nấu một món. Thôi anh sợ tối nay hư mà. Hư cái buổi tối tương lai của tụi mình. Sao hư được? Em biết nấu mà. Thôi khỏi luôn. Vậy em làm kho quẹt. Anh làm kho quẹt nè. Cho em một món đi. Em làm canh. Được không vậy trời? Được. Được phải không? Được. Bỏ nước xong rồi bỏ mấy cái củ này vô thôi. Vậy trời. Thôi khỏi luôn đâu. Du hay chọc mọi người là Du không có biết nấu ăn và Du chưa từng nấu ăn. Nhưng mà thật ra không phải. Từ nhỏ thì ba mẹ của Du đã dạy cho Du rất là nhiều điều. Là con gái là phải nấu ăn nội trợ, bếp núc. Thậm chí là thời cấp 2, cấp 3 là Du đã giặt đồ, rồi rửa chén, rồi lau nhà. Tức là từng làm tất tật các việc trong gia đình. Chuẩn bị một món ăn cho gia đình mình hay là cho ai đó thì cái hình ảnh nó cũng rất là dễ thương. Cho nên là chị Dân cũng muốn thử một lần. Coi như đây là lần đầu tiên chị Dân làm cái việc đó mà dành cho Miu. Rồi, giờ em làm phụ trách món canh nha. Được không? Không. Để anh mở cho. Được rồi đó anh. Yes, 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 yes. Anh có cần em thêm phụ không? Thôi khỏi luôn đâu, anh thấy anh làm. Anh vô đây nuốt được không? Hay là thêm? Nhiều được rồi. Chi Dân cũng thích một người phụ nữ biết nấu ăn mà biết chăm lo cho gia đình. Nói chung là biết thôi, chứ không cần phải làm như vậy suốt. Cái tiếp người phụ nữ mà Chi Dân thích đó là một người lanh lợi và thành đạt. Đó thì đôi khi những cái người mà đó thì họ không có, họ chỉ giỏi về việc công việc ở ngoài chứ họ không có giỏi về bếp núc. Nhưng mà nếu mà biết được những cái đó thì nó sẽ rất là tốt. Được không vậy trời ơi? Em kiếm muối. Em bỏ muối vô chứ, đừng bỏ muối vô. Sao vậy? Bỏ nước mắm vô cho nó thơm. Em thấy nó bị nhẹ. Chưa từng thấy ai đổ nước mắm nhẹ luôn á. Nhẹ phải đổ đâu chứ. Cái muỗng á, để canh ước lượng được. Muối đâu ta? Sao không bỏ, đòi bỏ muối vô hoài vậy? À? Không có cần bỏ muối. Tại em thấy nước mắm nó cứ lở lở. Em cứ nghe thôi anh đi, cứ để đi. Cho bỏ về nãy giờ về. Nước mắm với đường với lại bột ngọt với lại bột nêm. À, bỏ thêm bột nêm. Rồi đo vô. Đúng rồi, hiện chi nãy giờ nó cứ bị thiếu thiếu cái vị gì đó. Em vớt mấy cái bọt này ra đi. Kiếm cái tô để kế bên vớt hết ra. Nhưng nó chưa sôi mà, mình đợi nó sôi lên rồi mình hãy vớt bọt anh. Ủa, đợi đâu? Xíu cho nó hơi sôi sôi lên rồi vớt mấy bọt. Bây giờ vớt trước đi. Anh biết ước mơ của em là gì không Hiếu? Trở thành đầu bếp thôi. Không. Trở thành người ăn giỏi nhất thế giới à? Trở thành người ăn giỏi nhất thế giới à? Anh nghĩ ước mơ của em tầm thường vậy hả Hiếu?
Ước mơ của em là sẽ được lấy được một người chồng nấu ăn ngon. Để nửa cuộc đời còn lại của em không phải lo lắng nữa. Vậy là từ nhà em nấu ăn dở rồi. Chỉ là hơi vụng về thôi. Đôi khi là chị Dân cũng thích được được cái người phụ nữ đó chăm sóc lại ngược lại. Mặc dù là thường ngày là chị Dân là người thích chăm sóc cho người khác. Thì đó, thì có được điều đó thì sẽ càng tốt. Nấu ăn là một nghệ thuật. Người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ đó. Còn người ở bên cạnh người đầu bếp? Là bác sĩ. Vậy em bảo hành không, dư cái này nó chín chưa ta? Chín rồi, nãy giờ lâu rồi. Chín vậy rồi. Hả? Anh sợ nó... Sao nó giằng lên vậy? Coi. Trời khoan. Để anh dám với bọn này kìa. Sao? Sao? Còn món kia nó để anh làm. Trời. Vậy giờ em... Em có thể vô trong được rồi đó. Dọn bớt mấy cái này ra. Ừ. Dạ. Anh Dân nấu thì có món cá kèo thì thực ra là Du cũng không có thích ăn lắm. Vì Du thấy là ảnh rất là tâm huyết, ảnh nấu cái món đó và ảnh tự nấu cái món đó. Cho nên là Du có hơi miễn cưỡng, nói chung là vì ảnh nấu cho nên là Du cũng có nếm thử một chút. Không ngờ mình nấu được một bữa ăn dành cho con người ăn được cơ đấy. Ủa chứ bình thường mình nấu cho con gì ăn? Em nấu cho heo ăn không? Em nấu cho heo ăn không? Không dám đâu. Tại vì không ai dám ăn bữa ăn của em. Hôm nay em nấu được cho anh ăn thì là em hay rồi. Anh em là hồi nãy là thấy cũng ok đó. Thì không, hay là động viên em? Không, ngon mà. Vậy hả? Ừ. Vậy em được mấy điểm? 9 điểm cộng. 9 điểm cộng là gần 10 điểm á hả? Tại vì có phần trợ giúp của anh trong đó nữa. Nhưng mà vậy là cao lắm á, gần như hoàn hảo luôn rồi. Ừ. Wow. Ngon ghê á. Dạ. Ừ, giống mẹ em nấu. Có một món mà Du ăn Du thấy ngon, đó là món thịt rim tôm. Thì cái vị nấu rất là gần với cái vị ở nhà mẹ Du hay nấu cho Du ăn. Kêu mình gọi mẹ đi con. Mami. Anh đi chợ nấu nhiều quá vậy? Tại đó giờ anh nấu đi chợ đâu. Thường thường là nấu là có người mua về. À, không phải anh nấu hả? Anh rửa ướp lượng này kia thế nào là anh nấu. Ừ. Chị Dân là một người rất là nhạy cảm về cái lỗ mũi của chị Dân. Khi mà vào chợ là những cái mũi ở trong chợ nó làm cho cái mũi chị Dân nó khó chịu dữ lắm. Thì ngay từ thuở nhỏ chị Dân hay được mẹ dẫn đi chợ, mặc dù là ngồi bịt khẩu trang đó nhưng mà vẫn cứ lấy tay cứ phủi như vậy hoài này. Thì vừa mùi ở trong chợ, rồi mùi thịt heo, rồi mùi cá, đủ thứ mùi hết trơn á, cho nên là mũi mình chịu không được. Em sực nhớ là một nội dung quan trọng mà cả ngày hôm nay em quên nói với anh. Đó là khi mà tham gia trải nghiệm này nè, nếu mà bản thân anh và em đều cảm thấy có cái gì đó nó không có thoải mái á, thì mình vẫn có thể break ra khỏi chương trình. Anh đâu có gì đâu không thoải mái. Ừ. Thì nói trước thôi. Mình ăn nhanh xong rồi, lát em có chuẩn bị khoai với lại bắp. Ăn này chưa đủ hả? Mấy cái đồ nướng linh tinh á. Tại em không nghĩ là mình nấu ngon vậy. Ừ. Cho nên là em có backup. Vậy em... ăn đá ăn no xíu thì đá ăn kia.